Hoàng Xin, Như Thì xin chào các bạn khán giả đến với chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng lúc 11:50 từ thứ 2 tới thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Hôm nay nói là một món bánh nhưng thật ra nó là một món mặn. Để làm món bánh khoai môn hải sản này, đầu tiên á thì mình sẽ có khoai môn. Dạ. Khoai môn thì mình sẽ chọn khoai môn cao. Thì Xin sẽ có một ít bột năng, ít bột mì và một xíu bột nếp. Sử dụng một chút xíu baking soda trong đây nữa để cho cái bánh chúng ta xốp hơn ha. Dạ. Hải sản thì chúng ta có thể mua sò điệp nè, tôm, mực. Không thích hải sản thì chúng ta có thể là đổi thành thịt bò, thịt heo, thịt gà, tùy sở thích và gia đình chúng ta ha. Dạ. Rau củ quả ăn kèm thì Xin có ớt Đà Lạt ba màu, mình cắt hai đầu như vậy. Đó. Hai đầu. Rồi. Mở ra. Rồi, cắt bỏ cái phần này. Thì bây giờ Xin sẽ làm cái hỗn hợp bánh khoai môn này nha. Đầu tiên thì Xin có khoảng 350g khoai môn đã luộc và hấp chín tán nhuyễn. Xin có một ít bột năng ha. Một chút xíu bột mì. Và một ít bột nếp. Để cho cái phần bánh khoai môn này được ngon á, thì ngoài cái việc mà hấp khoai môn, chúng ta sẽ gia giảm những cái từng loại bột khác nhau và chúng ta sẽ nhồi với nhau đều trước nha. Rồi sau khi mà Xin đã nhồi gần như là mịn rồi thì chúng ta sử dụng một ít dầu ăn nha. Thoa đều lên tay để cho khỏi bị dính tay nha. Đó. Hỗn hợp chúng ta sẽ như vậy. Xin sẽ lên một miếng bột giống như vậy nha. Và chúng ta sẽ dàn ra ngoài thớt. Tùy vào sở thích gia đình chúng ta, thì chúng ta muốn mềm thì chúng ta sẽ nhồi ít bột, và muốn cứng hơn chút xíu thì chúng ta cho nhiều bột ha. Yeah. Chúng ta chèn mỏng ra. Rồi, mình sẽ sử dụng con dao nha. Mình cắt từng cái như vậy, cho vào mình chiên. Đó. Có phải cắt cái hành không ạ? Cái hành thì mình cắt khúc khoảng 2cm nha. Và chúng ta chiên cái phần bánh khoai môn này cho tới vàng đều ha. Rồi, bây giờ cái phần mà khoai môn nè thì thấy nè, nó vàng như vậy, mình sẽ gấp ra để thấm dầu nha. Để đây. Dạ. Xin cũng sẽ chuẩn bị một cái chảo khác để chúng ta xào phần nhân để ăn kèm nha. Em thử được không? Được. Đây, đợi anh cắt. Mà nó nóng quá. Chứ em cảm giác là nó cũng đã rất ngon rồi á. Để cho cái bánh này dễ ăn á, thì chúng ta có thể cắt ngắn ra bớt. Đó. Ồ, khói cơ. Đây. Chúng ta sẽ cho một ít dầu vào chảo nha. Rồi bây giờ dòng nóng Xin sẽ cho cái phần tỏi vào nha. Hành tím nè. Anh ơi ăn không, nó hơi lạc thiệt nhưng mà nó vẫn rất ngon. Đó, Xin cho phần hột, phần hành tỏi này vào. Đó, cho hải sản vào. Và bây giờ Xin sẽ nêm nếm nhanh vào đây luôn nha. Một chút xíu tiêu. Tiêu. Một xíu bột ngọt. Đó, nó thơm quá. Hạt nêm. Một xíu đường. Và để cho món ăn này thơm thiệt là thơm. Đúng rồi. Một xíu nước mắm. Và chúng ta sẽ xào nhanh hỗn hợp này lên. Và Xin sẽ sử dụng thêm một chút xíu bột khô vào trong hỗn hợp này. Để xíu chúng ta xào á, là cái phần này không có gì ra nước. Đối với ớt Đà Lạt thì chúng ta sẽ xào thật là nhanh nha. Mình sẽ chừa lại cái phần rau nêm. Rồi, quá trời đẹp rồi. Chúng ta đợi cho cái phần rau củ quả chín thêm một chút xíu nữa ha. Em á, mỗi lần nấu ăn á là em rất là đau đầu cái chuyện mà làm sao mình biết được nó chín ta. Đối với rau củ quả thì khi mà chúng ta xào á, thấy cái miếng rau củ quả nó bóng bẩy nè, nó hơi trong trong bên ngoài là vừa chín tới giòn. Rồi đối với hải sản á thì chúng ta thấy hải sản vừa co lại giống vậy, và cái độ đàn hồi của nó nè. Đó. Còn tôm á thì đỏ lên và cong lại, hơi trong trong là chín ha. Sẽ cho cái phần rau nêm vào luôn nha. Rồi mình sẽ đảo lên khoảng 1 phút nữa. Rồi bây giờ tranh thủ cái này nó đợi chín nè, chúng ta sẽ lấy cái bánh khoai môn của chúng ta cắt miếng vừa ăn vào trong đây luôn. Mình xào chung luôn. Đúng rồi, mình không xào nhưng mà mình chỉ xóc đều lên thôi. Dạ. Đó. Chúng ta chỉ trộn đều cho cái phần sốt thấm đều vào cái phần bánh khoai môn thôi. Đó. Rồi món ăn chúng ta vừa chín tới rồi
thì Xin với Như Thùy sẽ trang trí trên một cái dĩa và thêm một cọng ngò nữa, và để Thùy ăn cảm nhận món này ngon như thế nào nha. Liền đi. Dạ liền đi. Anh biết. Đó. Bây giờ em ăn thử cái phần ớt chuông chung với ba cái bánh bột thì như thế nào nha. Ớt chuông và bánh bột. Rồi, bánh khoai môn. Anh thì anh sẽ ăn như vậy. Nhức quá trời rồi. Nhức nữa. Nhức quá trời rồi. Ngon dữ thần trời à. Xin sẽ ăn cái phần. Chưa bao giờ nghĩ là khoai môn có thể làm ra được. Có thể xào chung với hải sản được luôn á. Cái ớt Đà Lạt á, nó rất là phù hợp cho cái món xào này. Dạ. Bởi vì là khi mình ăn á, cái khoai môn á thì dẻo nè, thơm đặc trưng khoai môn, thêm cái dai mềm sực sực vừa ăn của hải sản nữa. Sau đó là một cái miếng ớt Đà Lạt thật là mọng nước, nó hòa tan hết tất cả những cái thứ mà mình vừa ăn. Một món ăn nhanh, ngon, dễ làm, đúng không quý vị? Nhưng mà sao nó hay lắm, bình thường mà em nghĩ là khoai môn mà còn thêm bột nữa thì nó sẽ làm như là một cái món bánh, nó sẽ rất là ăn nhiều nó sẽ ngán. Rồi, nhưng mà em không có cảm giác là nó ngán đâu. Đó. Khi mà em có thấy là khi mình ăn xong cái bánh khoai môn á, nó dẻo. Dạ. Và nó bắt đầu gần ngán. Cái mình nhai chúng miếng ớt Đà Lạt giòn rụm, nước ngọt tan trong miệng, trời ơi hết ngán, muốn ăn nữa. Thêm miếng mực, thêm miếng tôm. Thôi thôi được rồi. Em nghĩ là nên ăn tiếp đi anh. Rồi, Xin với lại Như Thùy á, chúc quý vị khán giả sẽ thành công với món bánh khoai môn hải sản này nha. Hoàng Xin, Như Thùy xin chào và hẹn gặp lại những tập sau nha. Đối với món bánh khoai môn này thì tùy ý thích và gia đình chúng ta ha, chúng ta tạo hình như thế nào. Còn Xin thì Xin sẽ làm từng khúc giống vậy.